Kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin dự báo thời tiết đêm 18 ngày 19 tháng 6 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Như thường lệ, bản tin của chúng tôi sẽ bắt đầu bằng phần dự báo thời tiết trong tỉnh. Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, đó là hình thái thời tiết chủ đạo tại các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong đêm nay và ngày mai. Nền nhiệt độ có đôi chút tăng nhưng chưa đáng kể so với ngày hôm nay. Chúng ta vẫn sẽ có thời tiết tương đối mát mẻ vào ban đêm và ban ngày trời nắng nóng nhưng chưa quá gay gắt. Tại khu vực miền Đông, trời tạnh giáo vẻ đêm, ban ngày trời nắng. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ giao động từ 28 cho tới 33 độ. Đó cũng là kiểu thời tiết cơ bản và nền nhiệt độ tại khu vực miền Tây của tỉnh. Song tại đây sẽ có gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Còn tại khu vực thành phố Hạ Long, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ cao nhất là 33 độ và thấp nhất là 29 độ. Còn đối với vùng biển ngoài khơi, bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, thời tiết cũng tương tự các khu vực trong đất liền. Nhiệt độ duy trì ở mức từ 28 cho tới 32 độ. Trên biển có gió Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, sóng cấp 2, cấp 3, tầm nhìn xa 10 km, tàu thuyền có thể lưu thông bình thường. Vừa rồi là phần dự báo thời tiết trong tỉnh. Tiếp nối bản tin, mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin về tình hình thời tiết các vùng miền trong cả nước đêm nay và ngày mai. Dự báo trong đêm nay, mưa rông vẫn xảy ra rải rác trên khu vực Bắc Bộ. Tiết trời lúc này mát mẻ với nền nhiệt độ giảm xuống dưới 28 độ. Ngày mai trời có mây thay đổi và phổ biến không mưa nên nhiệt độ tăng lên nhanh chóng, giao động từ 33 cho tới 36 độ. Nắng nóng duy trì trên cả khu vực Trung Du và vùng Đồng Bằng. Đáng chú ý là vào thời điểm tối mai, mưa rào và rông có khả năng xuất hiện trở lại, đặc biệt là tại các tỉnh vùng núi của phía Bắc khu vực Trung Bộ chịu ảnh hưởng chính của vùng áp thấp nóng phía Tây nên toàn vùng phổ biến là ít mưa, nắng nóng lan rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 tới 37 độ. Riêng vùng núi từ Thanh Hóa trở vào cho đến Phú Yên, nhiệt độ có thể đạt trên 38 độ. Và ở Nam Trung Bộ, các tỉnh từ Khánh Hòa trở vào cho đến Bình Thuận, mưa xuất hiện ở một vài nơi vào cuối ngày và nhiệt độ thấp hơn một chút, giao động từ 33 cho tới 35 độ. Tiết trời oi nóng vào thời điểm trưa chiều ở khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên, trong đêm nay và chiều tối mai, những cơn mưa rông vẫn có thể lặp lại, song diện mưa phân bố không đều và chủ yếu tập trung tại Nam Tây Nguyên và miền Đông của Nam Bộ. Ngày mai hầu hết các nơi trên hai khu vực trời vẫn có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất ở khoảng từ 30 cho tới 33 độ tại Tây Nguyên và từ 33 cho tới 35 độ ở Nam Bộ. Chuyển sang thời tiết trên biển, khu vực ngoài khơi xa của Biển Đông, bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, có gió Nam đến Tây Nam hoạt động từ trung bình cho đến yếu nên tình trạng biển bình thường. Riêng ở vùng biển Nam Biển Đông, các phương tiện lưu thông vẫn cần lưu ý mưa rào và rông xuất hiện rải rác khiến tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa.